cố và nó tẩy chay, nó phá nó phá mộ, mình mới nhìn thấy cái phong trào ở đây đó là nó bôi nhỏ, mà tôi vẫn nói là cái bọn bán hàng giả đó, nó ngay từ ở trong nước nó chỉ thấy một chuyện nhỏ trong nước thì nó phóng đại ra, nó phóng đại ra cái mà anh nói đài RFE đó, Nguyễn Văn Thanh mà đi với gì đó. Bây giờ cái đài của đài RFE đó là thỉnh thoảng nó lại có mấy câu rào đầu rằng chúng tôi nói cái này, đây là chúng tôi chỉ tôn trọng sự thật, chỉ nói cái này cái kia đó, tức là nó đã bắt đầu nó thấy bị đụng chạm lắm rồi. Có thể Quốc hội Mỹ với gì đó sẽ không cho làm cái chương trình đó, tại vì rằng thì là khi mà thành lập cái đài RFE đó thì là nó căn cứ vào cái đài Âu Châu Tự Do, đúng sau đệ nhị thế chiến với gì đó, thì và cái khối cộng sản đó bây giờ thì nó có một cái đài Âu Châu Tự Do, và cái đài Âu Châu Tự Do đó nó có công lắm trong vấn đề mà nó phá cái xã hội Liên Xô, vâng là đó, thành ra nó mới căn cứ vào cái đó, nó mới đưa ra cái proposal để mà làm cái Á Châu Tự Do. Á Châu này đó là để nói tiếng của bốn nước, bốn năm nước ở Á Châu, trong đó có cái chương trình tiếng Việt Nam, một cái ở tiếng Mông Cổ hay là một tiếng gì đó, mấy cái mà cái quốc gia mà người Mỹ có thể là chống đối, coi rằng thì là nó không có dân chủ đó. Đấy là cái. Thế bây giờ đó, cái mà nó bây giờ cái mà tương quan giữa Mỹ và Việt Nam là nó đã tới hồi mà không còn được phép nói xấu cái nước Việt Nam. Gần như là không nên rút lui ra khỏi nhưng mà nó cũng binh vào cách khác. Bây giờ là Nguyễn Văn Khanh mới gì, ông nhìn mấy cái đài Á Châu Tự Do đó, bây giờ là nó đã đổi hình thức, bây giờ nó truyền tới đời con rồi. Đời mấy cái người mà nói bây giờ đó là không còn là mấy cái người đầu tiên nữa. Cái người đầu tiên của Á Châu Tự Do đó thực ra là ông Nguyễn Ngọc Bích và thế nhưng mà nó cũng theo cái đường lối của nhà nước ông Nguyễn Ngọc Bích, mà cái hồi đó đương nói chuyện ở Bôn Sa này thì tự dưng ở Trung ương nó nói là đã cho Nguyễn Ngọc Bích nghỉ rồi. Thế thì nghĩa là Trưng Hửng ra thì ông Nguyễn Văn Khanh này cũng có thể rơi vào cái đó. Nhưng mà mình chú ý thế này là cái đài Á Châu Tự Do nó sẽ cố gắng nó chuyển mình. Cái quan trọng là nó chứng minh rằng nhiều người vào nghe nó. Cái mà anh Hùng nói câu view đó. Bởi vì rằng thì là dù sao chăng nữa nó phải là vấn đề thương mại, phải không ạ? Do đó mà nhiều người vào thì nó sẽ tồn tại, nó vẫn được tồn tại. Và tôi đồng ý là cái vấn đề câu view, nhưng mà cái sự thực nó nên phản ánh phần nào sự thực trong vấn đề mà làm tin tức. Cái lý do mà làm tin tức sai lầm, xuyên tạc nó ảnh hưởng rất lớn cho cộng đồng ở nước Mỹ, và nó nhìn cái hình ảnh Việt Nam xấu xa vì những lập luận sai lầm của nhà báo, nhà làm báo và người làm truyền thông. Đúng, thưa anh, đúng. Thành ra tôi mới nói rằng nó chuyển mình, nó làm phai đi. Và nó mang tất cả những tin tức có thật ở Việt Nam. Nó nói ra thôi. Tất cả những cái đó nói ra. Và tất cả những lực lượng chống đối ở trong nước thì là nó tới. Không, nó không bóp méo. Nó mời mấy cái đứa nặc nô ở trong nước. Nghĩa là nó tới nó phỏng vấn. Có thế thôi. Thành ra đó, bây giờ mỗi cái blogger nó và ông nhìn thấy đó, bây giờ mà cái mà ở đài Listen Sài Gòn mà nó cái chương trình tiếng nói người dân đó, ui giời, tất cả những đứa nó gửi vào những bài nói hay không thể tưởng tượng được.
thành ra thưa cái dân tộc Việt Nam đó, nó đáng sống với cái chế độ cộng sản, phải không ạ? Cái tục ngữ người ta nói rằng thì là mỗi dân tộc nó cái chính phủ nước nào đó nó xứng đáng với cái dân tộc đó. Cái dân tộc mình đó, thì phải hiểu rằng nó là một cái dân tộc độc địa, đừng phỉnh gạt nó không có anh hùng con mẹ gì hết, không ạ? Nó mà anh hùng đó thì nó đã 1.000 năm nô lệ thằng Tàu hay là 100 năm nô lệ thằng Tây, nó bị phát chết rồi. Lúc nào nó cũng có việc ngay thì nó có việc gian ngay lập tức, không ạ? Thành ra đó nó chống đỡ đủ mọi mặt. Thế bây giờ đó thì tôi nhìn thấy cái vấn đề nó thế này. Tôi nhìn thấy vấn đề nó là mình dạo trước khi mà xử đó thì mấy người cứ nói rằng thì là xử thì là để có hai dòng đối lập nhau với gì đó. Mình 1.000 năm nô lệ thằng Tàu mà mình không bị đồng hóa. Theo tôi đó thì tôi lại nhìn bây giờ với cái tôi nhìn lại đó, tôi nhìn cái nhìn lại thì là nó có một cái định luật là nếu mà anh tình cờ, nếu một cái đoàn quân nào mà tình cờ tới một cái nước nào mà cái nền văn hóa của nước đó nó lớn hơn mình thì liệu mà rút lui, không có thì mình bị đồng hóa. Tôi nghĩ rằng 1.000 năm nô lệ thằng Tàu đó và chính người Tàu ở phương Nam đã bị Việt hóa. Cái đám Tàu ở phương Nam này, này Quảng Đông, Quảng Tây đã bị Việt hóa. Bởi vì cái văn minh của mình nó hơn mấy thằng Tàu này. Thành ra mình mới nhìn thấy rằng thì là cái người Tàu ở phương Nam, nước Tàu là nó nhiều bộ lạc lắm. Nó không có thống nhất đâu. Nhưng mà ở phương Nam này đó, có nhiều cái nó giống mình lắm. Nó giống mình lắm. Và có thể nó là văn hóa Việt Nam đó. Còn thêm một cái nữa, ban nãy mà nói về cái đài RFB đó, thì ví dụ như là Mạc Lâm, mới đầu thì là anh Mạc Lâm là người đó phỏng vấn, Mạc Lâm không có tóc, con gái là con gì tôi không biết, Mạc Lâm phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, dạo trước là chỉ là mỗi lần phỏng vấn thì cái người mà trả lời phỏng vấn dạo trước là được 100 hay là 150, phải không ạ? Bây giờ thì nó tăng lên, dạo trước có được lúc đầu có được 50 thôi, cách đây 20 năm đó, mười mấy năm đó. Thế còn bây giờ đó thì là cái chữ Mạc Lâm và Nguyễn Xuân Nghĩa là Mạc Lâm và Nguyễn Xuân Nghĩa. Tức là nó nâng cấp và hai thằng này là một thằng phỏng vấn, một thằng để cho tiền thằng kia, là hai thằng này nó cho tiền nhau rồi. Giờ này là nó cho tiền nhau rồi, nó moi tiền của cái Đài Á Châu Tự Do. Đây là nó moi tiền. Cái này là nên chú ý, đây vấn đề này nó không còn là người phỏng vấn nữa. Đây là dịp moi tiền, cho nên Nguyễn Văn Thanh mới bị đuổi với gì. Một thằng nâng rồi một thằng hứng đó. Mặc ở cái chỗ đó. Tôi nghĩ rằng đây cái cách đây 2 năm tôi đã yêu cầu dẹp cái đài, cái chương trình Việt ngữ của đài RFA rồi. VOA. Nhưng mà giá là kỳ này tôi có lý do hơn, tôi có cái nhiều hơn này kia. Qua cái vụ lo sút của Nguyễn Anh Tú, tôi đi Việt Nam về kỳ này tôi sẽ lên gặp dân biểu Android. Tại vì ông Android là một trong những người mà sáng lập viên chuyển cái tiền của bên cái đài mà gọi là Europe, Radio Free Europe, tức là cái lúc đó là cái khối mà Âu Châu bị sụp đổ, đấy, thì họ nghĩ rằng không cần tiền nữa, thì cái tiền đó đưa về bên Á Châu, thì Việt Nam là một trong những cái nước được đưa vào trong đó, thì tôi sẽ cái này tôi sẽ làm cái đơn lại nữa. Tôi trở lại cái mà Bắc Kiền nói là cái chuyển mình của truyền thông ở Mỹ. Theo tôi nghĩ nếu được phản ảnh của truyền thông nó sự thực đó, thì phải đem những hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam thời bây giờ họ đang làm
đang phát triển quốc gia, những hình ảnh đó cần được chú ý và được nói lên trên cái truyền thông của thế giới, cũng phải riêng gì của người Việt Nam. Mà cái đài AFE này họ muốn truyền bá cái về Việt Nam thì họ phải nhìn về cái khía cạnh phát triển của Việt Nam và nói nhiều về cái khía cạnh đó. Vì Việt Nam bây giờ tôi thấy họ phát triển quá tốt, quá nhiều, mà cái hình ảnh tốt đẹp đó không được thể hiện qua cái truyền thông ở bên Mỹ. Thành đó là một sự sai lầm. Và không lý do gì người Mỹ bỏ tiền ra để cho mấy anh đi tuyên truyền láo khoét được. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề nó trở lại cái chuyện Nguyễn Thanh Tú đó là nó như thế này. Ngày xưa